Đồ sư Mai Tôn xin kính chào các anh chị đam mê sưu tầm đồ sư đồ cổ. Hôm nay là ngày 20 tháng 9. Em xin shop em xin giao lưu cùng các anh chị là một cụ voi yếm rồng gốm cây mai màu vàng hoàng đế các anh chị. Đây, yếm này á, cụ này đặc biệt ở chỗ cái yếm của nó là tích là song long chầu nguyệt ha các anh chị. Hoặc là long ẩn. Đây có hai con rồng đăng đối chầu lại với nhau. Còn bình thường á, yếm rồng á, các anh chị là một sẽ có một con rồng và một con cá ở phía dưới đó. Củ voi này có chiều cao là 57 cm, tình trạng là lành đẹp 98%, không có thẩm mỹ ha, các anh chị. Tình trạng của nó là nó bị lát nhẹ chỗ này đây, và ở phía bên đây nó có bị lát chỗ này đây. Đây các anh chị có thể thấy cái cốt của nó ở bên trong ha, các anh chị rất là già. Nước men của nó là còn rất là khỏe, rất là đẹp. Màu vàng hoàng đế đã lên kem. Đây. Ở phía trước đầu của cụ voi này. Ngà nó là ngà màu trắng. Để em kéo cái thước, em đo kích thước ha các anh chị. Mặt là mặt cargo. Cargo. Kích thước của cụ voi này là 57 cm. Đây. 57 cm.